Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh ta triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù trải qua một năm với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song với sự nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó có nhiều công trình dự án trọng điểm của tỉnh đã được triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Kết quả đó có dấu ấn quan trọng của cấp ủy các cấp trong chỉ đạo điều hành. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 giữa bộn bề khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, những diễn biến bất thường của thời tiết cực đoan, hơn lúc nào hết, tỉnh ủy luôn xác định việc triển khai thực hiện tốt các công trình dự án trọng điểm sẽ tạo đòn bẩy quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp nêu cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Những vấn đề lớn, vấn đề quan trọng, trong đó có việc chỉ đạo thực hiện tốt các công trình, dự án trọng điểm. Giải phóng mặt bằng được xem là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai một dự án. Song nhờ thay đổi phương pháp lãnh chỉ đạo, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị, nên nhiều dự án trọng điểm của tỉnh, thay vì chậm tiến độ nhiều năm qua, thì nay đã có những chuyển biến tích cực. Trước đó, phải thẳng thắn thừa nhận rằng sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền chưa quyết liệt, sự hạn chế trong công tác tuyên truyền vận động. Một bộ phận người dân có nhiều ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách, tinh thần làm việc, trách nhiệm, năng lực của một bộ phận công chức viên chức còn hạn chế. Vì vậy, khi cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị chuyên môn, tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, kiểm đếm tài sản, áp giá đền bù, không nhận được sự hợp tác của người dân, thậm chí một số đối tượng có biểu hiện chống đối. Trước thực trạng này, tỉnh ủy đã huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng vào cuộc quyết liệt. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thành lập ban chỉ đạo các dự án trọng điểm, phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân, coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Cũng lưu ý là các ông chí là tiến độ đảm bảo nhưng chất lượng cũng phải đảm bảo. Đề nghị là đồng chí anh Dũng là phải phối hợp với các nhà thầu trong quá trình làm, là chúng ta thời gian thì như thế nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo cái chất lượng của công trình. Sau này đi đưa mà vào sử dụng rồi nó xuống cấp rồi có vấn đề này vấn đề kia là rất là phức tạp. Tại thành phố Điện Biên Phủ có thể thấy chưa khi nào trên địa bàn thành phố lại triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh như thời điểm này. Trong đó phải kể đến dự án đường 60m, dự án hạ tầng kỹ thuật khung, dự án mở rộng cảng hàng không Điện Biên. Nhất là với hai dự án đường 60m, hạ tầng kỹ thuật khung, sau rất nhiều năm công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, chậm tiến độ, thì với sự quyết liệt thay đổi phương thức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tới nay, các dự án này đều có những chuyển biến tích cực. Nhiều vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị các cấp trong triển khai thực hiện. Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các lực lượng chức năng, các đơn vị địa phương liên quan. Qua đó đã kịp thời phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, cấp ủy các cấp trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân triển khai thực hiện các dự án. Để nâng cấp cải tạo sân bay Biên Phủ thì sau khi nhận được cái kế hoạch này thì chúng tôi bàn cho cấp ủy, hội ý cấp ủy giao nhiệm vụ từng đồng chí cấp ủy, từng đồng chí cấp ủy phụ trách từng mảng. Và các đồng chí này chúng tôi trước tiên là chúng tôi xác định là gì? Là đầu tiên để cho muốn được tạo sự đồng thuận của cán bộ đảng viên với bà con dân thì trước tiên cấp ủy chúng tôi tìm sự đồng thuận. Chúng tôi thống nhất với quan điểm chỉ đạo phải chấp hành theo chỉ đạo trên. Thế sau đó thì báo cáo ông chí là từ những cái nhận thức trên ấy là chúng tôi đưa vào nghị quyết sang sinh hoạt chi bộ anh chị. Để nghị quyết này để cho bà con trước tiên để cán bộ đảng viên thông suốt về cái chủ trương sách này. Sau đó cán bộ đảng viên bởi vì đây là một trong những người làm công tác kênh tuyên truyền cho nhân dân. Thế từ những nhận thức trên ấy, do công tác tuyên truyền tốt ấy, cơ bản được bà con dân rất đồng thuận. Bà con dân thì rất đồng thuận việc này được.
ủng hộ nhà nước về xây dựng cái đầu tư nâng cấp cải tạo sân bay Ninh Phủ. Quá trình làm và thực hiện các cái dự án thì nó cũng có những vấn đề nọ vấn đề kia, có thể nó còn ách tắc, nhưng mà khi mình làm ấy là nó phải đúng các cái nội dung trình tự thủ tục theo phân cấp để cho bà con hiểu. Cái nào không hiểu thì chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan chức năng là cũng phối hợp để tuyên truyền cho bà con làm sao đó để bà con hiểu về luật và hiểu về các cái nội dung, đặc biệt là cái chế độ chính sách. Và chúng tôi nghĩ là quá trình làm thì nó không có gì nó suôn sẻ hết, nó có những cái nó ách tắc, đặc biệt là quá trình nghe và giải quyết ý kiến của dân ở tại cơ sở. Thì tôi nghĩ vấn đề này nó đang vấn đề khó, thì quyền lợi của người dân ấy, thì khi người ta thấy chưa thấy thỏa đáng thì người ta chưa nghe. Nhưng mà có cái là tôi nghĩ là nếu mà có luật mà nó ta thực hiện đúng luật, nếu mà luật nó không ấy thì ta phải giải thích cho bà con về luật, thì người dân người lao động thì người ta cũng ít hiểu biết về các cái luật các nghị định. Nên là chúng tôi nghĩ là cái khó trong cái công tác tuyên truyền của ta thì là để gọi là tổ chức các cái hội nghị và các cái quá trình làm ấy thì làm sao đó để bà con hiểu hết cái dự án. Đến thời điểm hiện nay thì các dự án trọng điểm trên địa bàn thì về cơ bản cũng đã về đích và cũng đang đảm bảo được cái tiến độ theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra. Đối với dự án cải tạo nâng cấp cảng hàng không Điện Biên, chúng tôi đã hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn bộ dự án cho phía chủ đầu tư là ACV. Còn với công tác cấp đất tại các điểm tái định cư thì chúng tôi đã từng bước tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất cho công tác cấp đất ở, rồi các cái giấy phép xây dựng và các cái thủ tục để cho người dân sớm ổn định cuộc sống. Toàn bộ cái công tác giải phóng mặt bằng của dự án đường 60m và dự án hạ tầng kỹ thuật khung đã được chúng tôi giải quyết triệt để, và hiện nay thì chúng tôi đang tập trung đôn đốc nhà thầu để tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Với phương châm gần dân, trọng dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cùng với sự nỗ lực kiên trì của cả hệ thống chính trị, những băn khoăn vướng mắc của nhân dân dần được tháo gỡ. Đặc biệt là thực hiện dự án đường 60m, dự án hạ tầng kỹ thuật khung, không ít hộ trước đây không đồng thuận bàn giao mặt bằng, tưởng chừng phải cưỡng chế. Song được tuyên truyền vận động, thuyết phục, các hộ đã đồng ý nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Đến thời điểm này, dự án đường 60m đã hoàn thành các hạng mục chính. Dự án hạ tầng kỹ thuật khung đã cơ bản tiếp nhận bàn giao mặt bằng của các hộ gia đình và hai tổ chức với diện tích trên 20 ha. Tôi cho rằng là chủ tịch giải quyết những cái việc trực tiếp như thế này thì là nhân dân rất là phấn khởi, và trực tiếp các đồng chí có cả các cái ban của thành phố đến làm việc thì nhân dân cũng đỡ bức xúc, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái ý kiến của người dân được trực tiếp đồng chí chủ tịch giải quyết tại chỗ. Đó là một cái việc làm tôi cho rằng có những đổi mới cơ bản. Và nếu cứ làm như thế này thì nhân dân sẽ rất là đồng tình. Đối với dự án mở rộng cảng hàng không Điện Biên, chúng ta bàn giao mặt bằng sạch cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV theo đúng thời gian đã cam kết từ trước. Đặc biệt mới đây, dự án đã chính thức được khởi công xây dựng. Việc sớm hoàn thành dự án có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Một mùa xuân mới đã về. Xuân về mang theo nhiều hy vọng. Nhìn lại kết quả của năm qua, nhất là kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các công trình dự án trọng điểm, chúng ta lại càng thêm vững tâm vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ này và luôn tin tưởng rằng Điện Biên sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.